Em xin chào chị Ngọc Lan, chị Tô Nha và tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Em tên là Kim Đào, nghề nghiệp hiện tại của em đang là diễn viên. Ngoài diễn viên ra hình như em còn kinh doanh một số cái đồ ăn đúng không? Chị có biết điều đó? Hiện tại thì em có kinh doanh là bếp Kim Đào. Bếp Kim Đào. Là mang đến vị quê nhà vô từng món ăn ở Sài Phố. Lần đầu tiên khi mà em biết tin mình mang thai đó là vào thời điểm nào và cái câu chuyện ngày hôm đó nó ra sao? Trời ơi, nói về cái quá trình của em mang thai á, là một cái sự kiện mà em không thể nào lường trước được. Tại vì lúc trước em, khi mà em kết hôn là năm đó em khoảng 19 tuổi thì em rất là nhỏ con, khoảng 47-48kg thôi. Thì cái bụng của em nó không có như vậy. Nó rất là... Nói chung nó thon gọn. Dạ, em tròn người thiệt xíu. Mà nó không có bụng. Thì lúc đó tự nhiên em bị mất kinh. Mà khoảng hơn nửa tháng thì em mới nghĩ là chắc tại kinh nguyệt mình không điều bình thường thôi, không có gì hết. Thì cái bắt đầu là em mua thuốc điều kinh nguyệt dễ muốn. Wow. Dạ. Sau khi em uống xong rồi các em thấy cũng không ra kinh nguyệt. Trời đất ơi. Không ra kinh cái em cũng sợ, em mua que dạy em thử. Thì em mua que, cái que đầu tiên em thử cũng không có luôn. Không có. Xong rồi cái em cứ nói chắc kệ mình chảy kinh thôi. Thì em chảy bắt đầu là 2 tháng. 2 tháng cái bắt đầu em bị sợ quá. Lúc đó chồng em không có nhà, tại chồng em là đánh bắt ở nước ngoài là 6 tháng đi, về được vài ngày lại đi 6 tháng nữa, không có gần em. Thì em bị sợ quá, em mới đi mua những cái que thử thai của những tiệm thuốc tây khác nhau. Trời, bác không tin tiệm thuốc. Dạ. Dạ rồi, xong rồi là cái que thử nó phải ghi là mình phải thử sáng sớm thì kết quả nó mới tốt nhất. Thì là buổi sáng hôm đó em thử gần mười mấy cái que luôn, vẫn không có. Wow. Xong rồi cái em mới một mình em đi chỗ bác sĩ để mà em đi khám. Thì bác sĩ siêu âm của em cũng không có luôn. Thì bắt đầu là cái bụng em, nó ở bụng dưới của em nó bắt đầu no lên. Mà nó bị chương chương, em rất là khó chịu, chằn chằn cái bụng luôn. Xong rồi cái em mới nói với mẹ, thì mẹ mới nói là thôi bây giờ đi khám bác sĩ lại một lần nữa coi. Thì đi khám siêu âm là siêu âm bên trong, lúc đầu là siêu âm bên ngoài thôi. Thì mới phát hiện là thai đã gần 3 tháng rồi. Đúng rồi. Đó. Thì bắt đầu em mới nói với mẹ em là em đã uống thuốc tầm 7-8 ba. Rồi em dùng những biện pháp, em lắc vòng, em làm đủ thứ cho tự nhiên bụng mình bự lên, em bị sợ. Thì em lắc vòng này kia, cái em mới nói với mẹ là bây giờ bỏ được không? Tại vì em sợ là em uống, em có coi trên mạng em uống vậy em sợ ảnh hưởng đến con em. Sinh ra nó bị này bị kia. Thì bác sĩ mới nói là 3 tháng rồi, không bỏ được đâu con ơi. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc mà em nghĩ rằng là vì quá sợ, do là mình uống nhiều cái loại thuốc khác nhau, sợ con sinh ra nó không có được như người khác, thì cái khoảnh khắc mà em quyết định bỏ con, em có hỏi ý kiến của người đàn ông cuộc đời mình không? Dạ, thì một cái vấn đề là tại vì chồng em không có ở gần em. Đó thì em mới việc mà em có bầu hoặc là ảnh em không có bầu thì phải là do em nói thì ảnh mới biết. Là ảnh đi đánh bắt rất là xa bờ. Vậy thì sau đó khi mà ảnh trở về thì em có nói cái suy nghĩ đó cho ảnh biết không? Có kể lại cho ổng nghe không? Dạ không. Tại vì lúc mà em điện được cho ảnh, em báo cho ảnh biết á, thì là lúc đó ảnh vẫn chưa về, mà em có điện cho mẹ chồng em. Thì mẹ chồng em từ xưa giờ là mẹ chồng em đã không thích em. Chồng em lại đi 6 tháng đi, vài ngày về 6 tháng đi như vậy. Thì mẹ chồng em mới nói một câu là phải con của nó không? Thì cái tự nhiên mình bị cái quyết tâm mình bỏ nó lại càng lớn hơn nữa. Thì em đợi có sống em mới điện cho chồng em một cái là em nói là em có con rồi. Thì chồng em nói ơ vậy hả? Chồng em mừng lên, mừng lên, nói là em cứ giữ gìn sức khỏe nha, đợi anh về. Thì nhờ cái chồng em nói như vậy, rồi thêm mẹ em luôn nói là cháu của tao đừng có đụng tới gì cháu của tao nha. Thì là em để vậy thì sinh. May là bé rất là khỏe mạnh chị. Thì lúc đầu là có bầu thì em cũng rất là bình thường, mà em cũng không bị ngén gì hết. Rất là thoải mái, em vẫn là ở nhà. Lúc đó là em còn dưới quê, em chưa có là diễn viên. Nhưng mà khi chồng em về thì chồng em bị ngén. Mà cái chuyện lạ, rất là lạ đời luôn. Mà cái lúc mà em có bầu á, cái những cái tháng mà khoảng 4 tháng, 5 tháng thì bình thường, bắt đầu tháng thứ 6 bắt đầu em xấu. Xấu banh nhà lòng chợ luôn. Mà chị ơi, em nói em đã lùn rồi mà nó mập lên. Chị biết em mập lên bình thường lắm, 30-40kg thôi,
mặt mà tới em đi không nổi nữa, là không còn cái gì mặt dừa em nữa, cái em bị sợ, em thấy mọi người dòm em, cái em bị mắc cỡ, em kêu là thôi chồng đưa em về quê đi, là không ai nhìn thấy em nữa. Cái chồng em á là đi biển về thì thường á đi biển rồi rất là khan hiếm đồ ăn, mà ổng ăn rất là dễ, tự nhiên cái ổng đợt này ổng về ổng rất là khó ăn, mà ổng thèm một món là động trời lắm, thèm chuột. Mà em cấm là không được ăn những cái thứ, những cái con đó là em không có chịu. Cái ông nhìn thấy trên cây dừa có con chuột đang ăn dừa, cái ông lấy dép ông chọc cái phà, cái con dừa, con chuột nó gớt xuống, con chuột đang xỉn nỉu như nè, cái em nó thả liền, thả liền. Xong rồi cái ông mới đem con chuột ông thả vô trong cái hồ đó vậy. Cái ông mới nói vậy nè, nè cho 5 phút bơi khỏi cái hồ, nếu không bơi khỏi cái hồ là số mệnh, là số mệnh. Mà chị biết không, con chuột nó vừa mới gớt xuống nó xỉn nỉu sao nó bơi nổi. Xong là vớt lên xong rồi làm sạch sẽ rồi nêm nếm rồi chiên lên ăn, mà ăn xong rồi xin lỗi. Nhưng mà anh thèm. Xin lỗi ai? Xin lỗi chuột. Em không, xin lỗi em. Tại em giận, em giận. Cái ông mới nói anh thèm quá chịu không nổi. Cái ngày đi xanh nó như thế nào? Nó có sự cố không? Nó có sự cố nào dở khóc dở cười không? Dạ không, là bắt đầu là 9 tháng rồi, là cái bụng em rất là lớn rồi. Thì mẹ em bắt là em phải ra thành phố Rạch Giá, lúc đó em ở thành phố. Thì đến cái ngày mà em dự sanh rồi, mà cái bụng em vẫn ở trên này, em bé nó không tụt xuống. Thì mẹ mới nói ủa sao kỳ vậy ta, cái nửa đêm mẹ em cứ kêu cui ơi cui, mày có bị cái gì không, mày có ra cái gì không, có nói có ra gì đâu, tại vì mình lần đầu mình có biết cái gì đâu. Cái mẹ mới nói không ổn rồi, đi lại cái cô bác sĩ đó khám nữa, thì bác sĩ mới nói là chết rồi, trễ ngày rồi, thôi thì bây giờ là bắt buộc phải mổ thôi, lựa một ngày đẹp đẹp mổ. Xong rồi là sáng sớm là em gắn lông mi, em make up gắn lông mi. Dạ. Gắn lông mi luôn. Tô son thì tôi đã thấy thưa quý vị, nhưng gắn lông mi cuộc đời em rất thích gắn lông mi chị, cuộc đời em gắn lông mi lắm. Em mà mỗi buổi sáng thức dậy em đi làm, em đi rửa ly rửa chén em cũng phải gắn lông mi, em gắn lông mi vẽ chân mày vậy đó, em đi đổ rác cũng vậy nữa, em phải có lông mi. Xong rồi em xách bột gác ra là xe gác đi mất tiêu, mà em phải có lông mi đó. Em phải có lông mi. Nhớ dặn với anh đi lấy rác, anh ơi ghi nhà em đứng đợi thêm 2 phút rưỡi để em gắn mi. Bây giờ em đỡ rồi, giờ em hơi ít gắn á, chứ hồi đó em mê gắn lông mi lắm. Mi. Dạ đó là sáng sớm là nói đi xanh là em mặc cái đầm thiệt đẹp, em gắn lông mi xong rồi em vẽ chân mày make up xong rồi chồng em chở em đi dạo lấn biển. Xong rồi đi ăn sáng là em nhớ là gì bánh hỏi thịt nướng đó, rồi xong mới đi vô xách cái giỏ tân tân đi vô trong bệnh viện. Thì đi vô khám này kia khám tiền xanh đó, thì em bị ăn nhiều quá nên phải chiều mới mổ được. Thì bắt đầu là đẩy em vô trong cái phòng để mà vô nước biển. Thì thay vì cho mình vô nước biển ở ngoài đi cũng được đi, đưa em vô cái phòng xanh thường á, cái phòng người ta đang xanh thường á, đẩy em vô để vô nước biển. Em thấy cái cảnh tượng xanh thường xong là em lên huyết áp luôn. Thật sự là em không thể tưởng tượng nổi là nó sẽ như vậy á. Các em bị cao huyết áp là phải đẩy ra nữa, đẩy ra để em bình tĩnh lại bắt đầu mới đi mổ được. Đi mổ mắc cười là tại vì lúc mình... đó bị lột lông mi chưa? Nãy giờ chị quan không, tâm bị lột rồi chị. Đúng rồi, nói là vô đăng ký là bị bác sĩ lột liền, bớt vô chùi cái mặt đó. Hồi nãy tôi cười là vậy đó, tôi cười là bởi vì có một điều rất thú vị đang đợi các cô trong bệnh viện. Dạ. Tẩy sạch bách, tẩy sạch hết mà thay luôn cái đầm của em, không cho em mặc cái đầm đó. Bà mặc đầm rồi đi đẹp. Dễ thương quá. Dạ. Được nữa. Xong rồi cái là em bị mắc cỡ về ngoại hình á, mình bị mập quá. Mà thay vì người ta chụp thuốc mê mình xong đi, người ta muốn làm gì đó làm, thì không, tự nhiên là thay đồ ra hết, xong rồi mình biết hết, cho mình quấn cái vải gì đó. Cái vải đó sao mà che hết mình, nó chỉ che được cái này thôi, đi chỗ này thì lòi chỗ kia, nó em phải níu qua níu lại nè, không thôi nó bị lòi ra. Mẹ em đi tránh giữa 4 ông bác sĩ hay là y tá gì đó đi xung quanh em. Trời, thấy nó như một đội cận vệ mà đi như cách quốc vậy đó, mà cái đèn chập chờn vậy. Em nói bác sĩ ơi, bác sĩ cho em mê đi. Cái bác sĩ nó sao khỏe thích mê quá vậy. Cái đội hình cách quốc đó đẹp trai không? Đẹp trai mình mới nhục chị ơi. Em kể chị nghe nè, thay vì nó làm cái bàn mổ thì nó làm cái chỗ này cho mình leo lên đi, nó có chỗ này đi. Nghe anh làm thiết bị y tế nhớ coi đoạn này giùm em đó. Mình chỉ có 1 mét chưa được rưỡi nữa, 1m49 thôi, mà cái bàn mổ vậy nè, em leo có tới rồi, bắt dở cái chân lên leo lên em mất cỡ. Cái em gì? Em không leo lên được mà em cứ thấy lên vậy nè, cái bác sĩ mới lấy cái tay đỡ nè cái mông. Em mới nói anh nên cho em mê đi anh. Thì bắt đầu là bác sĩ gờ cái lưng gì đó, xong rồi chích một cái đụng đào điếng luôn á.
Rồi xong bác sĩ hỏi là nặng chưa em, cái em nói nặng gì. Xong rồi bác sĩ nói thấy cái chân nặng chưa, dở lên được chưa. Xong rồi cái là em tự nhiên em bị mất cảm giác, dưới cái bác sĩ cho em nằm xuống. Thì em nghe sạch 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 em cứ cảm giác là đang mổ bấy cái bụng em đi. Xong rồi bác sĩ nó chờ gạch con đường à, mà tại vì gạch nhiều lần. Xong rồi cái em nghe bác sĩ nó kìa nói kìa. Xong rồi cái bắt đầu là lôi ra, em nghe một cái ọ cái bụng của em một cái. Trời nó nhẹ liền vậy đó. Xong rồi lôi ra rồi dỗ vài cái cho e vài cái, xong rồi tắm rửa rồi đưa cái mặt của nó vô trong cái mặt em cho em hôn cái. Trời ơi em nói nó cái cảm giác đến bây giờ em vẫn không quên được. Nó đã mà nó thơm mà nó không chịu nổi luôn á chị ơi. Dạ nó tròn như em vậy tại vì nó 4 kg. Cái sự cố đầu tiên khi mà về nhà nuôi con là như thế nào nè? Thì em thì bình thường lắm, em cứ nằm ổ thôi, mà gây lộn là bà nội với bà ngoại gây lộn. Bà ngoại thì rất là tân tiến, bà ngoại mẹ em rất là cập nhật những cái xu hướng, mẹ em không có cho nằm lửa than, mẹ em nói là chỉ hơ lá chầu xong rồi ráp lên em bé thôi, chứ nằm như vậy là bị phỏng. Còn bà nội thì không chịu, bà nội bắt là phải nằm cho nó cứng cáp, chị tin hả, phỏng thằng nhỏ luôn. Là da thịt là đổ quét hết trơn luôn. Trời ơi mẹ em xót quá, mẹ em giặt vô, mẹ em gây lộn, nói là chị không có biết chăm thì chị để cho tôi chăm. Thì bà nội mới là tự ái, bà nội đi về quê. Thì cũng vì cái chuyện đó là cháu mình không có giống bên mình. Rồi tại vì nhà em là người dân tộc Khmer, những cái nét của dân tộc Khmer rất là đậm đà. Bên nội không có những cái nét đó thì nhìn vô là không có giống. Là bắt đầu về xong rồi không biết là nói chuyện với chồng em sao, chồng em bỏ đi. Chồng em bỏ đi, bỏ nhà đi, bỏ em với con em ở trong cái thời điểm đó và bỏ mấy đi. Tháng? Đi 6-7 tháng. Câu chuyện đó em nghe được nó là như thế nào? Thì nói là con mày không giống mày, rồi xong rồi bên đó thấy nếu mà chăm kỹ quá này kia nọ thì thôi để bên đó chăm đi, người ta đâu có coi mày là con ghế hay này kia đâu. Thì chồng em nó bị nhiều cái tác động từ lúc mà lấy em, rồi những cái chuyện xảy ra rồi tới thời điểm đó. Nhưng mà khi anh rời khỏi nhà, anh có một cái cuộc nói chuyện nào đó với em hay có một cái dấu hiệu gì đó không? Dạ không, cứ vậy mà đi ra. Vậy thì đến khi nào em mới biết là chồng mình đi? Tại vì ví dụ như anh vắng nhà một ngày thì mình có thể nghĩ là anh đi đâu đó, nhưng mà đến bao nhiêu ngày hoặc nhắn là đến tin. Lúc nào thì em biết là anh đi? Là anh nhắn tin cho em là từ đây sau là anh không có về nữa, muốn làm gì đó là. Trước đó hai đứa không hề có một cái không cãi có nào. Một cái gì cãi nhau. Thì có một lần là em điện cho mẹ chồng, thì là em mới hỏi là mẹ có biết chồng con ở đâu không. Mẹ nói là mẹ không biết. Xong thì em đêm nào em cũng khóc, em bị khóc nhiều quá. Rồi mẹ em mới kiểu là mẹ em sốt ruột, mẹ em mới giật cái điện thoại của em, mới nói là con tôi mà có chuyện gì là gia đình chị chịu trách nhiệm. Mẹ em nổi điên lên và điện cho bên đó nói vậy. Thì em chưa kịp, bên đó chưa kịp tắt máy, thì em nghe bà nội mới nói là tao cho nó đi luôn. Rồi mới cúp máy. Lúc đó em như thế nào? Trời khi em nghe được câu đó, lúc đó là em khóc, em khóc nhiều lắm luôn. Mình chỉ biết khóc thôi. Dạ. Nhưng mà trong cái cơn nức nở đó mình vẫn mong là chồng mình quay về. Có mong không? Mong chứ, em mong về lắm. Tại giờ nhà em thì ba em thì là tài xế, mẹ em thì đi giúp việc suốt. Thì có mẹ em là em có bầu, khi mà có đứa nhỏ là mẹ em phải nghỉ một tháng. Mà nghỉ gì thì người ta cứ hâm hâm là người ta sẽ kiếm người khác hoài. Rất là có chồng thì đỡ hơn. Thì em chồng em đi được 1-2 tháng thì bắt đầu là mình phải ý thức được là mình phải mau khỏe để mà mình đi làm, mình nuôi con. Thì em bắt đầu em nịch bụng rồi lại cho nó gọn gàng này kia nọ, thì em bị hở vết thương. Đúng rồi, hở nó bị nhiễm trùng. Nó bị nhiễm trùng thì lúc đó là nếu mà quay lại bệnh viện thì sẽ tốn tiền, thì mẹ em mới nhà mẹ em sẽ chăm em vệ sinh này kia, dịp vệ sinh vết thương này đủ thứ. Thì lúc đó là bắt đầu là mạch được một cái đó, rất là khỏe, là em không có cái cảm giác là có con nhỏ. Tại vì con em nó quá dễ, đặt đâu nằm đó, mở mắt ra là chỉ nhìn gì thôi là đút sữa vô uống no xong ngủ nữa, chứ không có quậy ban đêm, không khóc. Nên mình không có bị cái áp lực của con nhỏ, nhưng mà mình chỉ bị áp lực cái tinh thần kia thôi. Thì khi mà bắt đầu là con được 6 tháng thì em gửi nhà trẻ.
em đi rửa ly, đi giúp việc nhà, nói chung làm được gì làm, đủ tiền mua sữa cho nó thôi. Và đủ tiền mua lông mi nữa. Trong số 6 tháng đó thì không có tin tức gì của chồng em hết hả? Dạ, xong rồi sau 6 tháng thì về một cách rất là bình thường. Coi như chưa hề có cuộc ra đi. Chưa hề có cái gì hết. Không nói chuyện gì về điều đó luôn. Dạ. Rồi em phản ứng như thế nào? Em không biết là phải nói cái cảm giác lúc đó làm sao. Tại vì khi mà em với chồng em quen nhau á, là một cái kiểu rất là tình cờ. Là ảnh về, ảnh đi Malai về xong ảnh nhận một cái nhà để anh xây, thì cái nhà đó nhà em. Thì khi mà ảnh gặp em là ảnh đòi cưới liền. Là năm đó em 16 tuổi. Thì ba em mới nói là lúc đó em còn nhỏ lắm, nếu thương thì 3 năm sau quay về cưới. Thì đúng 3 năm sau anh quay về anh cưới. Là hai đứa em chưa quen nhau ngày nào. Rồi và em cũng chưa có bộ. Nhưng mà ba em nói là người ta hỏi cưới gì thì thôi gả luôn. Thì cái anh này quá tốt với em. Thì em mới nghĩ là em thương anh này. Nhưng mà khi thật sự em có đứa con rồi thì em mới biết là em không có thương anh này. Và khi cái hành động anh bỏ đi như vậy á, là em càng khẳng định một lần nữa là mình không thương. Em không thương anh này. Lúc anh đi là mình chỉ cảm giác về cái sự hụt hẫng và cái uất hận vì mình bị bỏ rơi. Dạ. Yeah. Và lúc đó là lúc mà mình kiểm chứng được bản thân mình là có phải là tình yêu hay không thì yeah, là không phải. Và cái câu chuyện thôi kệ đó nó kéo dài tới bao lâu? Tới khi em làm diễn viên. Thì lúc đó là mình cảm giác được là cái anh này anh rất là coi thường cái nghề này. Anh không có ủng hộ mình. Anh nói là cái nghề diễn viên là nghề tầm bậy. Ai không quen gì cũng có thể hôn hít đồ được hết trơn á. Và anh không có muốn làm cái nghề em làm nghề này. Thì bắt đầu là mâu thuẫn xảy ra. Rồi ảnh ghen, ảnh làm những cái trò rất là nửa đêm là ngồi phải kiểm tra tin nhắn này kia nọ. Thì em mới nói tại sao em phải sống với một người mà họ không lo kinh tế được cho em. Em có thể tự lo, em tự nuôi con em được. Mà còn ghen, bóng ghen gió vậy thì em sống không được. Thì em mới nói thẳng luôn là em muốn chia tay, em muốn sống một mình. Và anh chấp nhận cái việc đó một cách hòa bình. Dạ, lúc đầu thì ảnh cũng không chịu. Nhưng mà sau đó thì ảnh thấy là thật sự là bây giờ em chỉ biết con thôi, chứ em không quan tâm gì. Anh đi đâu làm gì em cũng thật sự không quan tâm. Mà em thấy ông em rất là khó chịu. Thì ảnh mới nói là tại vì em mê cái nghề này em mới bỏ tôi. Thì tôi sẽ cho em tội nguyện, mai mốt em sẽ chết già, sống một mình, cô đơn. Con nó sẽ lớn rồi sẽ không ai quan tâm em nữa. Thì lúc đó em sẽ hối hận vì những gì em đã làm. Trong suốt cái thời gian quen nhau và ở chung với nhau vậy á, ảnh có nghĩa là ảnh có xu hướng bạo lực không? Dạ không. Tại sao chị hỏi cái câu này? Bởi vì thực sự là cái người đàn ông đó họ thương em thật. Dạ thật sự. Có điều là vợ chồng nó phải là câu chuyện từ hai phía. Đúng thật là khi mình không thể cố gắng được cũng không thể ép được. Thật ra thì tình cảm của anh này không lớn đâu, nó không nhiều giống như là nãy giờ chị em chúng ta nói đâu. Tại vì nếu một cái tình cảm lớn và nhiều thì người ta sẽ bảo vệ người phụ nữ của người ta. Nó sẽ có thêm một cái điều như vậy nè, người ta chỉ có thể bảo vệ được người phụ nữ của người ta khi người ta đủ năng lực thôi. Em phải phân biệt được hai cái năng lực và tình cảm, nó là hai thứ có liên quan nhưng không phải là một. Chồng của Kim Đào thuộc cái dạng là yêu, rất yêu, nhưng ảnh không có tự tin, ảnh không có năng lực để ảnh có thể theo đuổi và thể hiện cái tình yêu của ảnh. Cho nên cái điều ảnh làm là gì? Là im lặng, là hoài nghi, nhưng không đánh đập, không gì hết. Cho nên là nó sẽ có những cái dạng nam giới mà ở đây không phải ai cũng khí chất ngút trời em. Sẽ có những người họ yêu rất là thật lòng, cho nên là họ sẽ không có tổn thương em, nhưng mà họ không bảo vệ được mình. Thì chính cái việc không bảo vệ đã là một cái kiểu làm mình tổn thương rồi. Đúng rồi. Đó, thì nó sẽ có những cái nhóm như vậy. Cho nên là thực ra thì trong khi đó cái kỳ vọng của mình trong một cái hôn nhân phải là gì? Phải là cái người làm cho tôi cảm thấy tin. Thương là được rồi đó, nhưng mà phải tin và phải dựa được. Thì mình không tìm được cái điều đó ở ảnh. Dạ đúng. Thế thì Đào cho chị hỏi, em phát hiện ra là em không yêu ảnh, vậy thì em có hối hận với cái quyết định của mình không? Khi mà em phát hiện ra là em không yêu anh này thì em cảm giác rất là buồn, vì cái thanh xuân của mình nó không như những cái bạn khác. Nhưng mà em lại thấy rất là hạnh phúc khi mà vì quyết định lấy anh này nên em có đứa con này. Đứa con của em sinh ra nó giống như là một cái món quà mà thay đổi con người của em. Em từ một cái đứa mà bốc đồng, một cái đứa xài một tháng làm được có 2-3 triệu thôi, nhưng mà ăn xài nhiều hơn. Một ngày có thể em lãnh lương ra là em mua sắm hết,
em không để ý gì tương lai, em không cần quan tâm gì hết. Thì khi mà em có con em á, là tại sao em đi thi đấu trường Thiếu Lâm, một cái cuộc thi mà em không bao giờ em nghĩ sẽ là diễn viên, chưa bao giờ trong đời em nghĩ là em là diễn viên á. Nhưng mà khi em đẻ con ra rồi á, thì em nói nếu mà suốt ngày em rửa ly như vậy, em giúp việc như vậy, em chạy shipper như vậy thì con em như thế nào. Nhiều bữa là không có đủ 20 mấy ngàn để mua một lốc sữa, làm đi mượn tiền. Thì đi mượn tiền thì mọi người nói là đẻ gan chi nuốn được, kiểu gì đó, rồi làm phiền mẹ em đủ thứ hết trơn. Thì em mới thấy là em phải thay đổi, em phải là tìm cái gì đó để cho con em nó khác em đi. Lên đây em làm diễn viên nó bất ngờ và nó nhiều cái lắm. Giống như nếu không có con em thì em sẽ không lên đây thi và không trở thành diễn viên, cũng là không thể ngồi đây, kiểu dạng vậy đó. Vậy thì bây giờ cái cuộc sống của em với cái đồng lương của một người diễn viên nó có đủ để em trang trải không? Thì thật sự là cái hiện tại thì em có mẹ có con, mà mới lên đó thì cũng hơi nặng chút xíu, nhưng mà em vẫn lo được cho con em học được những thứ mà con em muốn. Thì em nghĩ là khó khăn thì lúc đầu thôi, từ từ nó sẽ khá lên. Rất là cảm ơn em về cái câu chuyện ngày hôm nay, cũng đã giải tỏa được cho chị rất là nhiều cái câu hỏi cũng như là khán giả. Và bây giờ là chúng ta sẽ tới cái chuyên mục nhắn gửi. Mình sẽ nhắn gửi gì cho một ai đó thì em hãy nhìn vào cái máy này. Hôm nay đến với chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa thì cái người mẹ muốn nhắn gửi thì là bà ngoại, là mẹ của em. Thì từ xưa đến giờ thì chưa bao giờ mà em cảm ơn mẹ em, hoặc là em nói những cái lời mà nó ngọt ngào với mẹ em, hoặc là mẹ em mà nói mẹ ơi con nhớ mẹ quá hay gì đó, mẹ nói trời ơi con này nó khùng nó điên gì á. Nhưng mà thật sự hôm nay em muốn nhắn gửi là em muốn cảm ơn mẹ em, vì mẹ em là người cực khổ với em nhiều nhất. Vì em mà mẹ phải bỏ công việc, vì em mà mẹ phải bị đuổi việc, bị người ta coi thường, mượn tiền cho em đi thi, mà sau khi em đi thi về thì không có tiền trả, thì họ lại nói nặng nói nhẹ em, nói trời cái mặt con bà gì mà đi làm diễn viên gì mà đi mượn tiền đủ thứ vậy. Rồi khi mà em sinh con ra thì mẹ em lại là người cực khổ lo cho con của em để cho em có thể hoạt động nghệ thuật được. Thì em chỉ muốn là cảm ơn mẹ em rất là nhiều, và em hy vọng là em sẽ cố gắng hơn nhiều nữa để lo cho mẹ tốt hơn, để mẹ sẽ ở bên em được lâu hơn. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Cảm ơn em rất nhiều, và cũng xin được chúc cho cái hành trình làm nghệ thuật của em nó sẽ ngày càng phát triển hơn, thăng hoa hơn. Cứ như vậy mà sống thôi em ha. Dạ. Dạ rồi, em chào chị ha. Dạ, em chào chị. Nhờ chị giới thiệu sơ lược về bản thân mình trước nha. Họ tên của mình nè, rồi công việc cũng như là nơi ở hiện tại của mình đó. Rồi, dạ. Mời chị ạ. Dạ, em tên là Đinh Thị Thúy, sinh năm 1992, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Công việc của em là buôn bán đồ điện công nghiệp. Dạ rồi. Rồi, mình giới thiệu thêm về cái phần mà ưu điểm và nhược điểm của mình nha. Dạ, ưu điểm của em thì chắc là chăm chỉ. Nói chung là trong công việc thì là một người hoạt bát, nhanh nhẹ, nhưng mà trong chuyện tình cảm thì chắc không được, chưa có được may mắn. Còn nhược điểm thì chắc mà hơi nóng tính. Dạ. Thì rồi nấu ăn thì có chút biết nấu ăn, nhưng mà có lẽ là không được ngon lắm. Dạ. Rồi. Hiện tại mình ở Đồng Nai á, là mình ở chung với lại người thân hay là có mình ở mình à? Dạ không, hiện tại em đang sống với bố mẹ em, còn các anh chị thì đã lập gia đình hết rồi. Dạ. Ồ, em có thấy mình để trong cái bản thông tin cho chương trình đó là quê quán của mình ở Hà Nam á, là giờ là gia đình mình vô trong Đồng Nai hết rồi hả chị? Dạ đúng rồi, gia đình em chuyển vào đây vào năm 97, tức là lâu lắm rồi. Dạ. Rồi, giới thiệu thêm giùm em về cái phần tình trường của mình nha. Rồi hiện tại là mình bao nhiêu mối tình rồi, cái người gần nhất mà mình tìm hiểu là
khoảng bao lâu nè, rồi tại sao mà mình không có tiến tới xa hơn với nhau được á? Mối tình chính thức thì em chưa mối tình nào. Còn mà để tìm hiểu thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà em cũng không biết tại sao mà sau khi cứ tìm hiểu được 2-3 tháng thì lại không có kết quả gì. Thế là tại vì mình cũng lớn tuổi rồi, cũng muốn tìm một người để mình chia sẻ gánh vác trong cuộc sống á chị. Dạ. Nhưng mà chả biết sao nó cứ như thế. Em nghĩ là chắc là duyên của mình nó chưa tới. Dạ. Dạ. Là mình cũng cái mối gần nhất của mình là mình tìm hiểu được bao lâu ha? Dạ, mối gần nhất là được 3 tháng chị. Dạ. Là mình cũng chưa có xác định là mình quen nhau luôn. Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà 3 tháng đó, rồi sau đó mình không có tìm, mình không có tìm hiểu tiếp á, mình dừng lại là do bạn hay là do đối phương? Là có cái lý do nào không? Em nghĩ là do chắc là do bạn, tại vì bạn ít tuổi hơn em thì chắc em nghĩ là bạn vẫn còn giống như kiểu muốn phát triển đó, về bản thân này kia, về gia đình vẫn còn như kiểu là phải lo cho gia đình nhá. Dạ thì em nghĩ là cũng thì thôi, nếu mà không có duyên thì thôi cũng không sao. Dạ. Là bạn nam đó nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi bạn ha? Nhỏ hơn em là bao nhiêu nhỉ? 4 tuổi. Dạ. Là mình cũng không có ngại quen người ít tuổi hơn đúng không? Dạ. Điều quan trọng là em cần một người hiền lành, có công việc ổn định, rồi biết là một người đàn ông của gia đình. Dạ. Còn về ngoại hình thì em nghĩ là dễ nhìn là được rồi. Cũng không ấy, không quan trọng lắm, tại vì quan trọng là ở tính tình của người đàn ông thôi. Dạ. Họ có tốt mình không thôi. Ngoại hình dễ nhìn là ok hả? Là cao hơn bạn, cao thấp mặt kẻo sao đây? Dạ. Mình ghi tả kỹ ra thì chương trình mới dễ tìm cái người phù hợp cho mình nha. Dạ em cao thì có 1m58 rồi, thì cái bạn trai đó thì cao hơn em càng tốt, để sau này thế hệ sau nó cũng cao chứ em lùn quá. Dạ. Trời ơi, bây giờ người ta sửa công thức đồ đầy rồi, cao hơn mấy hồi nha. Không dạ. có sao, đừng yên tâm, yên tâm. Dạ. Rồi, công việc ổn định là được hả? Công việc ổn định của bạn là, ý là như thế nào, rồi theo bạn như thế nào là ổn định đó? Thì công việc làm 8 tiếng cũng được. Dạ, thì em chỉ cũng ấy thôi. Cũng không cần phải lương cao hay lương cao quá hay lương thấp quá. Nói chung là bạn đó có thể, lương bạn đó có thể lo được cho cuộc sống của bạn đó là được rồi. Dạ. Rồi. Hồi nãy bạn nói với mình là hiện tại là bạn muốn bán tại gia hả? Dạ đúng rồi, em buôn bán tại gia. Là mình thì muốn bán mặt hàng gì bạn ha? Dạ em buôn bán về đồ điện nước đó chị, những cái cửa hàng mà tiệm điện đó. Chắc chị cũng có mua đồ điện rồi đúng không ạ? Dạ rồi. Là mình đang phụ gia đình mình buôn bán thôi đúng không? Dạ thì em đang phụ bố mẹ thì ở trong đó. Dạ. Anh chị em của mình là kết hôn là có ở gần gia đình không bạn, hay là đều lấy người ở xa hết? Chị gái em thì trên Sài Gòn, còn các hai anh trai em thì nhà gần đây hết, gần với bố mẹ. Nói chung là còn cái vị trí địa lý của bạn nam thì sao? Nghĩa là bạn có ngại quen mấy cái bạn mở hơn xa chút xíu không? Nếu mà chương trình ghép được cho em thì các bạn gần gần thì tốt, còn nếu mà xa quá thì xa quá thì ở đây em không nói là xa quá thì thôi, nhưng mà ý là cũng không có sao. Dạ, tại vì nói thẳng là em lớn tuổi rồi, ba mẹ cũng hối thúc. Dạ. Cho nói nên chung em là nếu như mà bạn nam ở hơi xa nhưng mà công việc người ta ổn định thì bạn cũng có thể là hỗ trợ bạn nam được đúng không?
Được chị, không sao. Chủ yếu là người ta có tốt với em không thôi. Dạ, thế thôi ạ. Dạ. Dạ. Rồi. Cái có cái điểm nào mà bạn không thích ở bạn nam không? Em nghĩ là người đàn ông thì nên có sự bao dung, độ lượng trong cuộc sống. Tại vì nói thẳng là tính em thì nóng, nóng thiệt, nhưng mà ngồi nóng nào cũng thôi, không có gì hết trơn á, cũng dễ 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 hết giận này kia. Thì em mong muốn là cái người đàn ông đó là điềm đạm, chững chạc, có trách nhiệm trong cuộc sống, biết lo cho gia đình. Thì em không thích ở người đàn ông đó là họ quá tính toán á với gia đình. Đúng rồi, bên bên vợ hay bên bên gì đó, em không thích cái điều đó. Tại vì mình cho đi thì mình nhận lại thôi, chứ không có gì hết trơn. Đừng có quá tính toán trong cuộc sống là được rồi. Dạ. Tại vì ở cái đa số ở cái tuổi này á thì mấy bạn nam là có thể là họ có gia đình rồi á, thì nếu Đúng mà rồi, bạn chính có xác. ngại là làm quen kiểu mà bố đơn thân hoặc là anh ấy đã trải qua một lần đổ vỡ không ạ? Nói chung là em cũng ngại ngại nói chung là em chưa thể thật lòng là em cũng ngại cái việc mà có bố đơn thân hay mẹ hay là đã nói chung là em ngại, cũng ngại điều đó. Tại vì nói thẳng là mình cũng không đủ bao dung để giống như kiểu cho con của họ này kia, cho nên em cứ nói thật lòng mình thôi ạ. Dạ. Rồi. Ok ha. Dạ. Nếu như mà chương trình có cái lịch ghi hình đó thì chương trình báo cho bạn khoảng bao lâu là được ha? Báo trước khoảng bao lâu các bạn? Dạ, thì công việc của em thì cũng ở gần gần Biên Hòa, Đồng Nai thì cũng gần Sài Gòn, nên em nghĩ là dựa vào chương trình sắp xếp càng sớm càng tốt, không sao. Dạ, em muốn gặp được bạn đó càng sớm càng tốt. Dạ. Dạ, cái lịch ghi hình gần nhất của chương trình là khoảng ngày 22, 23 tháng 8 á. Thì nếu như Dạ. mà có cái người phù hợp á, thì chương trình sẽ liên hệ với bạn sau nha, để trao đổi kỹ hơn nè, trao đổi riêng. Thì nếu như mà hai bạn thực sự phù hợp với Dạ. nhau á, thì bên chương trình sẽ gửi cho mình cái lịch hẹn ghi hình cụ thể nha. Dạ. Cho mình Rồi. hỏi thêm một chút xíu về Dạ. cái phần năng khiếu của bạn á, thì có hát hò giao lưu một hai câu được không? Hay là có làm đồ thủ công gì để tặng cho bạn nam được không ạ? Làm đồ thủ công thì chắc em giỏi cái đó lắm. Dạ. Thì chắc là em tặng, nếu mà có thì em tặng bạn nam món quà nào nho nhỏ. Dạ, giống như gì đó, chứ còn làm đồ thủ công đến hàng em cũng không có khéo tay. Nói chung là lên hát nghe giao lưu một hai câu cũng được ha, được không? Hát đào niêu hả? Dạ. Hát hay không bạn, hay hát hát một hai câu thôi. Em hát dở, nhưng mà thôi, Cố nhưng mà thôi, Lêu cũng cố gắng để tìm gắng mẹ cho bố mẹ. nha. Thôi cái bài hát Dạ, thì lên ghi nếu được mà một chương hai trình câu tìm thôi là được được rồi. Dạ cơ rồi. hội lên để Thôi em cố gắng. hôm nay là cái buổi phỏng vấn sơ lược trước thôi á, cho nên là Dạ. giống như mình nói hồi nãy, nếu mà có cái người phù hợp Dạ. thì bên chương trình sẽ liên hệ với bạn sau để trao đổi kỹ hơn Ừ, nha. dạ. Dạ, em cũng hiểu Cảm điều ơn đó. bạn Dạ. ạ. Rồi, dạ, em xem chương trình. Dạ. Rồi, cảm ơn bạn. Chào em ha. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình giúp chị đi. Họ và tên của cơ quan này của em nào. Dạ. Em nói đúng không ạ chị? Nói đi em. Dạ, em là Lưu Bảo Lan. Em sinh năm 1992, hiện em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội ạ. Em làm công việc gì? Em làm công việc ở kinh doanh tự do chị ạ. Chi tiết là về nước hoa ấy ạ. Làm mình mở cửa hàng luôn hả Lan? Dạ vâng ạ. Là gia đình em ở Hà Nội luôn hay sao? Vâng ạ. Em sinh năm mấy? Em sinh năm 1992 ạ. Rồi, ok. Rồi, thì làm mình kinh doanh nước hoa này lâu chưa?
Được 8 năm ạ. 8 năm. Rồi, mình nói xíu về điểm mạnh, điểm yếu với lại tài lẻ của mình đi Lan ơi. Điểm mạnh của em thì ưu điểm của em là một người khá là hòa đồng, vui tính. Nấu ăn cũng là ok ạ. Còn nhược điểm của em thì là người hay quên về cái đường phố, với cả đôi lúc cũng hơi nóng tính ạ. Chiều cao cân nặng của em bao nhiêu? Chiều cao của em là 1m6 và cân nặng là 48 cân ạ. 1m6, 48 cân. Ok. Rồi. Em nói xíu rồi hồi nãy em nói tài lẻ của em là gì? Có ca hát được không? Có. Rồi đâu hát cho chị vài câu để tặng chương trình cũng như là thể hiện bản thân mình ha em ha. Em lại đang bị cúm á. Dạ. Cả một hai câu không được hả? Đó, em lại đang bị cúm, còn em thì là hát được chị ạ. Nhưng mà em đang bị cúm ạ. Rồi ok vậy thôi. Dạ. Thì nếu vậy thì vô vòng 2 được. Vô vòng 2 thì là hát cho biên tập nghe rồi chuẩn bị để vào Nam ghi hình ha. Bao có bao giờ ở thành phố Hồ Chí Minh chưa? Em thường xuyên ạ. Thường xuyên vô luôn hả? Vâng ạ. Hay sao em? Em công việc và em cũng hay đi chơi du lịch ấy chị. Rồi, mình nói xíu giùm chị về tình trường đi. Là tình trường của mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi nè. Em thì trải qua 2 mối tình ạ. Còn và em đã cũng đã từng lập gia đình rồi. Lập gia đình rồi hả? Em à, từng lập em từng lập về cái mối hôn nhân của em đi. Dạ. Em kết hôn mấy năm rồi? Em kết hôn năm 2016 và kết thúc 2017 ạ. Dạ. Có con cái gì không? Em một con trai ạ. Hay cùng một tuổi à? Đâu, con trai là lên 8 tuổi chị ạ. Em độc thân được 7 năm rồi. 7 năm. Nhưng mà lý do vì sao mà cưới nhau mà lại dừng lại ở một vì, năm lại à, vì chúng em không có cùng tư tưởng sống nhé. Bất đồng quan điểm nhé. Rồi ok. Dạ. Mình nói tiếp giùm chị ha bé nha nha. Vâng ạ. Ủa là em với chồng em bất đồng quan điểm là bất đồng quan điểm về cái gì? Mình cụ thể giùm chị đi, ví dụ như là em thời điểm đó hai vợ chồng là về kinh tế ha, vì anh đó ăn chơi cờ bạc hay như thế nào, gái gú hay sao? Có hai quan điểm để bọn em dẫn đến kết thúc, đấy là một là không có trách nhiệm với gia đình ạ, cụ thể là con cái, rồi dẫn đến những cái bất hòa trong hôn nhân. Bọn em dừng lại là có gây nhau, có cãi nhau, có dạ. Nhau hò gì không? Dạ. Có đánh nhau gì không á? Không ạ. Có rồi. Nghĩa là với cá nhân của em chia sẻ thêm một chút, có nghĩa là mọi chuyện thì em cũng có thể
bỏ qua là có thể tạo cho nhau cơ hội. Nhờ về vấn đề mà không yêu thương chăm sóc con cái thì không có sự quan tâm, thì em nghĩ đấy là một cái lý do để em quyết định để dừng lại. Dạ. Rồi, ok. Và 7 năm qua thì có tao quen thêm ai không? Có tìm hiểu không? Đẹp xinh như vậy mà gọi là không có người tìm hiểu là tôi không thấy ổn á. Em cũng là người cũng hơi khó tính, với cả chắc là duyên chưa tới chị ạ. Cũng có nhưng mà chỉ dừng lại ở bữa ăn, khi mà em cảm thấy không phù hợp là em cũng cũng thôi. Là tìm hiểu mấy người rồi mà thôi hết rồi. Tìm hiểu thì cũng được một một vài người, nhưng mà vấn đề khi mà hai người hợp nhau với chị thì lại sẽ lại nảy sinh sang vấn đề là bên gia đình của họ thì lại sẽ không ưng mình về vấn đề là mình đã từng từng lập gia đình và có con riêng ấy ạ. Nè, là được cái này thì mất cái kia. Vậy thì bây giờ ha, em nghĩ là bản thân mình là sẽ có một cái mẫu người nào sẽ phù hợp với mình nhất về tình trạng hôn nhân cũng như là công việc, độ tuổi, ngoại hình, quê quán. Dạ, về vấn đề quê quán ấy, em cũng có chia sẻ với chương trình là cũng không không quá quan trọng. Nếu mà cùng ở miền Bắc thì sẽ tốt hơn, còn nếu ở miền khác thì em nghĩ là cũng có thể sắp xếp được thời gian để gặp nhau. Còn về ngoại hình thì cao 1m70 trở lên, là một người hài hước. Em cao mét em cao mét 6, một người hài hước rồi gì nữa. Người hài hước thì trách nhiệm, và em trách nhiệm, không không thích những người này đâu mà nói quá nhiều ấy ạ. Đó. Rồi về công công việc thì sao? Công việc thì miễn làm sao công việc đấy đảm bảo được cuộc sống của bạn ý và cùng góp sức với bản thân em để có Em một cái nghĩ cuộc là công sống hơn. nào mình cụ thể với chị đi, ngành nghề nào mà em thấy là phù hợp với em để chị biết chị tìm, chứ em nói sao vậy thì chị cũng không biết đường mà tìm. Ví dụ như là nhà nước kinh doanh cũng được chị ạ. Rồi tuổi tác Trừ rồi trừ giáo viên. sao không thích giáo viên, kể tôi nghe. Bởi vì là em thường thì em nghĩ là những người kiểu cũng cá tính như em ý, em vui tính, cá tính nhưng cũng có nóng tính, thì nếu mà thường là giáo viên thì người ta sẽ thích cái sự nhẹ nhàng ấy chị. Và em thì cũng thấy giáo Ủa, tôi viên thì thường thấy rồi. dạ Chị thấy em nhẹ nhàng lắm mà. em thấy, nhưng mà cái gu của em thì cũng kiểu lại không thích những người đàn ông kiểu nó kiểu nhẹ nhàng quá chị. À, là thích một người đàn ông có cá tính manly này kia hơn. Và Rồi, tuổi tác thì sao? Rồi có những cái điểm nào không thích ở người đàn ông nè, để mà về mắc công mà chọn lựa, về mà tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân, chứ mà về tìm hiểu xong chia tay nữa thì cũng cực nữa. tuổi tác thì từ 35 cho đến 45. Nói chung là ly hôn là ok ha. Vâng. Ly hôn đang nuôi con giống em thì vẫn ok đúng không? Vâng ạ, miễn là khi mà người ta có cái thông tin của mình mà người ta không có vấn đề gì lấn cấn những cái những thứ mà mình đã từng trải qua ấy, mà người ta chỉ còn tập trung mình hiện tại thì rất là thoải mái chị ạ. Ok em. Cũng giống nhiều vậy, tại vì tại sao như chị vừa hỏi, có những cái người mà mình cũng cảm thấy rất yêu họ, họ rất yêu mình, nhưng mà khi mà sau khi mà tìm hiểu chị thì lại đến kia đến cái lúc mà chín rồi thì đưa về gia đình, thì gia đình thì sẽ
sẽ không thích mình cái hoàn cảnh của mình ấy chị. Đó. Đó, bởi vậy nên là cũng khó lắm. Đó, rồi ok thì chị là ghi nhận những cái thông tin của Lan ở đây rồi ha. Nếu như mà có được lọt vào vòng trong hoặc là có người phù hợp thì chị sẽ báo lại với em để em tham gia chương trình ha. Dạ vâng ạ. Rồi cảm ơn bé. Dạ chào các chị ạ.